Xin kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng như hôm nay sẽ chấm dứt ở miền Bắc. Thay vào đó thì ngày mai trời chuyển mát, về đêm trời sẽ lạnh dần, vùng núi có nơi trời rét. Nguyên nhân là do khoảng gần vào sáng ngày mai, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc của Bắc Bộ và sau đó sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến sẽ là từ 18 cho tới 21 độ. Vùng núi có nơi dưới 17 độ. Ngoài ra, mưa rào và dông rải rác cũng xuất hiện ở khu vực này. Và riêng vùng núi thì cục bộ có mưa vừa, mưa to. Vì vậy mà nếu quý vị có kế hoạch cho các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần này thì cũng cần phải lưu ý. Đối với miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế, ngày mai tiếp tục trời nắng. Tuy nhiên, nền nhiệt sẽ không cao như những ngày hôm trước và chỉ trong khoảng sẽ là từ 31 cho tới 34 độ. Và cũng do ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên là từ đêm mai ngày 25 tháng 3 cho tới ngày 28 tháng 3, ở khu vực này cũng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến sẽ là từ 10 cho tới 20mm và có nơi trên 40mm. Còn tại khu vực từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận, ngày mai thì nắng cũng dịu hơn. Nhiệt độ cao nhất phổ biến sẽ là từ 30 cho tới 33 độ. Không giống như Bắc hay là Trung Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục duy trì hình thái thời tiết nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến sẽ là từ 32 cho tới 36 độ. Phần tiếp theo của bản tin là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, trời nắng, trưa và chiều trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 90%. Khu vực Trung Du và vùng núi, không mưa, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, trưa và chiều trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 36 độ, vùng núi cao có nơi trên 36 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực thành phố Vinh, không mưa, trời nắng, trưa và chiều trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm từ 75 đến 85%. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, không mưa, trời nắng, trưa và chiều trời chuyển nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, gió chuyển hướng đông đến đông bắc cấp 3, trong cơn dông cần đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 26 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Phần cuối sẽ là bản tin dự báo thời tiết các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.